Chào anh chị, tôi là Tam Nguyên. Hiện tại tôi đang là Tổng Thư ký của Hiệp hội Phong thủy Dịch học Thế giới Phân hội tại Việt Nam. Để theo dõi được thường xuyên những video và theo dõi được thường xuyên những cái phần hướng dẫn của tôi thì anh chị sẽ nhấp ấn vào nút đăng ký phía dưới để tôi có cơ hội để thường xuyên chia sẻ với anh chị những kiến thức này. Xin cảm ơn. Chào anh chị. Sau đây tôi sẽ chia sẻ với anh chị một hình sát nữa trong phong thủy được gọi là độc âm sát. Độc âm hay còn gọi là uế khí, hay còn gọi là khí xấu, hay còn gọi là khí độc. Cái yếu tố phong thủy gây nên những cái phần xung sát trong phong thủy. Những trường hợp thứ nhất đó là khi mà đặc biệt đối với cả những cái nhà chung cư, khi mà anh chị mở cửa chính ra một cái thì ngay bên tay trái hoặc bên tay phải của anh chị là cái cửa của nhà vệ sinh. Như trong cái trường hợp như thế này, tức là khi mà chúng ta mở cái cửa này vào một cái thì ngay bên tay phải của chúng ta là cái cửa nhà vệ sinh. Chẳng hạn, có trường hợp thì khi vào cái cửa nhà vệ sinh nằm bên bên trái, có một số trường hợp khác thì khi mở cửa ra thì nhìn thấy ngay cái cửa nhà vệ sinh, là tức là cái cửa nhà vệ sinh nó nằm ngay ở khu vực huyền quang, hay là nằm ngay ở cái khu vực mà đại môn, tức là cửa chính khi chị bước vào. Cho nên là đối với trường hợp này thì khi mà cái khí nó đi vào nhà, hoặc là khi chị khi mà đi làm, hoặc là đi công tác, chị đi về nhà chẳng hạn, thì ngay lập tức nếu như cái cửa này nó mở ra, hoặc là kể cả nó không được mở ra, thì cái phần khí âm hoặc cái phần uế khí, hoặc là chúng ta khi chúng ta đi vệ sinh chẳng hạn, thì chúng ta mở cái cửa này ra chẳng hạn, thì cái phần uế khí từ trong nhà vệ sinh nó sẽ đẩy ra bên ngoài. Đặc biệt là trong này còn chỉ sử dụng cái hệ thống gương nữa, thì cái gương ở chỗ này nó sẽ đẩy toàn bộ cái phần khí ra cái phần bên phía bên ngoài của nhà của chúng ta. Thì tất cả những cái phần này nó đều gây ra độc âm sát. Bên cạnh đó, khi mà cái cửa nhà vệ sinh mà nó đối diện với cả cửa của cái phòng ngủ, tức là cái khí từ trong nhà vệ sinh cũng sẽ đẩy thẳng trực tiếp vào trong cái phòng ngủ của anh chị, thì cái phần như thế người ta đều gọi chung là độc âm sát. Những cái độc âm sát này do là khí trong nhà vệ sinh nó là uế khí, nó là hư khí. Một là nó sẽ làm cho cái mùi ở trong cái phòng khách hay là mùi ở trong phòng ngủ. Thứ hai nữa, cái uế khí này hay là cái hư khí này nó sẽ làm cho cái không gian sinh hoạt của anh chị nó không được trong sạch, và cái khí này nó sẽ làm cái khí nó rất là không tốt. Bên cạnh đó thì những cái nhà chung cư, hoặc là những cái nhà liền kề, hoặc đặt vào những cái nhà biệt thự mà chúng ta khi mà cái cửa nhà vệ sinh nó đối diện với cả cái cửa phòng trực tiếp, hoặc là khi chúng ta vừa mới vào cửa một cái, thì nhiều nhà đã đặt ngay cái nhà vệ sinh ở ngay ở phía bên bên ngoài, để nên ra là khi đó khi bước vào nhà anh chị, bước vào trong lòng nhà của anh chị, thì chúng ta mang theo hoặc đi theo cái khí này vào tận trong nhà của chúng ta, thì cái chuyện này nó gây ra hiện tượng gọi là độc âm sát, hay là cái khí xấu nó vào ở trong nhà. Thì cái chuyện này nó gây ra những cái khi mà chúng ta cư trú trong những cái nhà như thế này, thì một là chúng ta dễ bị mắc phải cái tật bệnh, hoặc là khi mà chúng ta bị một cái tật bệnh gì đấy là nó phát tất cả những cái bệnh như trước đến nay bị phải, hoặc là trong nhà bị một người bị bệnh thôi mà tất cả nhà sẽ bị lây, hoặc là bị một bệnh thôi là nó sẽ phát cùng một lúc tất cả những cái tật bệnh của anh chị. Và do là uế khí nó nằm ở trong minh đường, tức là nằm ở trong cái khu vực của phòng khách, nằm ở trong cái nơi của sảnh đường, là cái nơi mà anh chị tiếp khách, nên thành ra là cái tài lộc cũng sẽ không lưu, và cái tài lộc cũng sẽ không lưu đối với cả những cái căn nhà như thế này. Và đối với cả những cái trường hợp này, trong cái thiết kế nhiều khi nó trở nên là trường hợp bất khả kháng. Cho nên thành ra là để hóa giải cái phần sát khí này, để hóa giải cái loại sát này, thì trước hết là đối với cả cửa nhà vệ sinh, anh chị cần nắp cái tay co thủy lực, hoặc là anh chị cần phải có ý thức trong việc mà vào ra là chúng ta đóng cửa vào. Nhiều nhà thì anh chị vào ra, anh chị không đóng cái cửa này lại, anh chị bảo là để cho gió nó thoáng. Thì tôi hỏi là thế khi mà cái gió nó thoáng như vậy thì cái khí ở trong nhà vệ sinh nó bay đi đâu? Thì thực chất là nó bay vào trong phòng của anh chị, bay vào phòng ngủ, bay vào phòng khách một ít, phòng ngủ một ít, và các phòng chức năng một ít, chứ cứ nó chả bay đi đâu cả. Nó chả bay đi đâu, bởi vì khí này nó nặng, nó chìm xuống dưới, cho nên nó cứ chạy sàn ở dưới đấy, ở cái nền nhà của anh chị, và mỗi lần chúng ta đi lại chúng ta khuấy động cái khí này lên mà thôi. Cho nên là chúng ta cần phải biện pháp, và chúng ta lúc nào đối với cả cái nhà vệ sinh ở phần cái phần trước cửa này, thì chúng ta cần phải giữ cho cái nhà vệ sinh nó khô và cái bề mặt nó phải thường xuyên là khô ráo và thoáng. Ở đây thì chúng ta không phải là thoáng là chúng ta mở cửa ra, mà anh chị sử dụng quạt hút mùi hoặc là quạt thông gió để chúng ta đẩy cái khí này nó ra phần phía phần hút mùi. Đương nhiên là vào ra phải đóng cửa lại. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể hóa giải cái sát này bằng cách là chúng ta để một cái cây vạn bình thanh, trong miền Nam thì gọi là cái cây trầu bà. Anh chị để cái cây này sống thủy sinh và đặt ở bên trong cái nhà vệ sinh, thì cái chuyện này cũng làm cách để nó hút cái âm khí lại và để lọc cái phần không khí trong nhà vệ sinh.
Bên cạnh cái việc mà giữ khô thoáng thì chúng ta cũng phải giữ cho nó sạch sẽ và thơm tho. Chứ nếu như mà chúng ta để cái uế khí nó thường xuyên nó tràn vào trong nhà thì chuyện này cũng rất là không tốt. Bên cạnh đó, ngoài ra thì người ta còn sử dụng thêm một cái vật phẩm gọi là bảo bình thủy. Bảo bình thủy là một cái hũ đá, trong đấy đựng cái thạch anh hoặc là than hoạt tính. Thì người ta sẽ để cái bảo bình thủy này ở trong nhà vệ sinh, và cái bảo bình thủy này anh chị đổ nước vào ở trong cái bình đó, làm cái hũ đá trong đấy để cái thạch anh trắng, và chúng ta sẽ đổ cái nước vào bên trong cái bảo bình thủy này để cho là khi mà cái âm khí ở trong nhà vệ sinh nó dâng lên thì bị cái dương khí của cái thạch anh nó hóa giải, bị dương khí hóa giải có thể khử được cái uế khí của nhà vệ sinh. Nên lưu ý là cái bình này khi mà sử dụng là chúng ta đặt thật sát xuống dưới nền cạnh cái nơi cái bồn cầu, thì cái nơi đấy là cái nơi mà uế khí nó, hoặc là những cái nơi mà anh chị thoát nước thoát sàn là nơi thấp nhất, hoặc là những nơi mà uế khí nó tụ tập nhiều nhất, thì chúng ta đặt cái bảo bình thủy đấy để chúng ta hóa giải cho những cái phương vị khi mà bị động âm sát này. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể mà nếu như mà cái phương này nó rơi vào phương mệnh của anh chị, hoặc rơi vào cung càn, hoặc là rơi vào những cái nơi mà năm nay mà lưu niên thái tuế, thì người ta còn sử dụng thêm cái hồ lô bằng gỗ đào để mà đặt vào bên trong của cái nhà vệ sinh đấy để mà hóa giải. Và lưu ý được khi dùng hồ lô chị mở cái nắp ra để cho nó có tác dụng là thu khí và hút khí, thì nó sẽ làm cho hóa giải đi rất là nhiều những uế khí và hóa giải đi những cái xung sát trong cái nhà vệ sinh này, gọi là động âm sát. Cảm ơn anh chị. Câu hỏi của anh Đỗ Thắng dành cho thầy. Dạ thưa thầy, em có cậu con trai sinh ngày 28 tháng 10 năm 2010. Năm nay cháu vào năm học mới, xin thầy tư vấn cách nào để giúp cháu có thể học hành thông minh cũng như là giỏi giang trong học tập. Xin cảm ơn thầy. Năm nay là năm 2010, bắt đầu vào cái lớp học đầu tiên thì cần phải trang bị. Cái tuổi này thực ra là vẫn là cái tuổi chơi của các cháu là chính. Cái việc học đó là cái việc mà rèn luyện ý thức và rèn luyện thói quen, cho nên cũng đừng ép các cháu học nhiều vất vả. Để tăng cường thêm cái việc học hành thì trong phong thủy thì sử dụng 3 cái phương pháp. Phương pháp nếu như mà có thể đeo vào người, anh thì sử dụng một cái bút văn xương nhỏ đeo vào cặp cho cháu để tăng cường thêm may mắn. Hoặc là cái năm 2010 là cái tuổi canh, vị trí của phương văn xương tại vị trí phương dậu, tức là vị trí phương tây nằm tại vị trí phía tây bắc phương tuất của cái tuổi. Nên thành ra là anh chị có thể lấy cái vị trí tây bắc làm vị trí văn xương, thì tại có thể đặt cái bàn học của cháu ở vị trí phía tây bắc trong phòng, hoặc là nếu như mà không đặt được cái bàn học tại nơi đó thì anh chị có thể để đến đấy một cái tháp văn xương vào vị trí đó. Còn nếu đặt tháp văn xương mà không có chỗ để thì chị có thể treo vào đấy một cái bút văn xương to khoảng 20 phân. Ngoài ra thì trên mặt bàn thì có thể sử dụng một cái hộp bút văn xương và cắm lên trên đấy 4 cái bút lông, nó tượng trưng cho cặp 14, tức là tứ lục, gọi là văn xương đế tinh, cũng để tăng cường cho cái việc học hành và tăng cường thêm cái việc tập trung. Cái vật phong thủy này thì anh chị có thể khai quang và lựa chọn cái ngày nó phù hợp để cho cháu có thể việc học hành nó trở nên nó thuận may, và để cho cái tương lai sau này nó tốt đẹp. Rất là cảm ơn anh, bởi vì là những người phụ huynh mà có cái sự quan tâm đặc biệt đến việc giáo dục và cái việc của nuôi dạy con cái thế này cũng là cái việc rất là tốt để cho cái mầm sống, cũng như là để cho cái thế hệ trẻ đằng sau này. Rất là cảm ơn anh có thể ứng dụng thêm những biện pháp phong thủy vào để cho cái việc học hành trở nên thuận may cũng là việc rất là tốt. Cảm ơn. Dạ vâng, xin cảm ơn thầy. Và anh Đỗ Thắng cần sự tư vấn chi tiết hơn về những vật phẩm phong thủy cũng như pháp khí phong thủy, mời anh liên hệ theo số hotline 0933609119. Chúng em sẽ luôn hỗ trợ và cũng như là tư vấn tận tình cho anh để anh có thể hiểu rõ hơn và cũng như là cách ứng dụng những vật phẩm và cách bài trí đặt những vật phẩm này như thế nào. Anh Trần Văn Quỳnh có hỏi dành cho thầy như sau. Thầy cho tôi hỏi, các bài cúng lễ ở Việt Nam thường hay đọc những vị hoàng đế của Trung Quốc, kể cả cúng giao thừa cũng gọi tên các vị quan hành khiển của Trung Quốc, là vì sao vậy? Ở Việt Nam thì phải thờ cúng của các vị vua Việt Nam chứ. Các nhà phong thủy Việt Nam có lẽ rằng nên truyền lại những tư tưởng cho người Việt Nam. Em xin cảm ơn thầy. Cảm ơn anh Trần Quỳnh. Đây là một câu hỏi rất là thú vị. Thế này, khi nói về Phật thì người ta chả bảo là ông Phật của Ấn Độ. Khi nói về những bậc thánh thần, tất cả con người của Bách Gia, vì trước đây từ lúc mà có thánh thần thì biên giới quốc gia nó đâu có phân chia như thế này đâu. Cho nên thành ra là các vị thánh thần là được hiển linh phong thánh và được người đời ca tụng, người đời thờ cúng để hưởng cái oai linh của các ngài. Cho nên là việc thờ cúng mà gọi tên các ngài, cả thế giới người ta đều gọi tên như vậy.
Ví dụ như trong cái phần văn cúng Việt Nam thì đầu tiên là Nam Mô A Di Đà Phật thì anh ấy bảo là ông Phật không phải của Việt Nam thì bây gọi ông là ông gì thì cũng không được. Sau đó câu tiếp theo anh chị nói là phụng thỉnh đương niên thái tuế chứ tôn thần. Vị trí của thái tuế là vị trí của sao mộc, là tuế tinh. Vị trí của thái tuế là vị trí sao mộc, sự kết hợp của sao mộc với sao thổ ra bộ 60 năm là tương ứng với 60 vị thái tuế đặt tên theo 60 thời thần. Rồi các vị quan hành khiển thì tôi cũng hiểu ở câu hỏi của anh là tại sao cũng dùng hành khiển là các vị vua đời Lý hay đời Trần hay các đời của chúng ta. Nhưng mà văn hóa nó là việc mà lặp đi lặp lại các thói quen, mà bản thân là cái việc mà hiển linh hiển thánh của các quan các thần, anh chị cứ khấn như vậy. Mà nếu anh chị muốn khấn thêm hoặc muốn bổ sung thêm các quan các thần các thánh Việt Nam, anh chị cứ bổ sung vào. Thì vì cái phần này liên quan đến một văn hóa cho nên tôi sẽ không đi sâu vào. Nếu anh muốn có thêm thời gian hoặc anh muốn có thêm cái sự hiểu thấu đáo về việc này thì mời anh qua văn phòng của công ty, tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn, tôi sẽ trực tiếp trao đổi cũng như là thảo luận với anh về cái vấn đề này một cách nghiêm túc. Thì nếu như mà ở trên cái phần cộng đồng như này mà chúng ta truyền bá cái tư tưởng như vậy thì nó cũng không phải là một cái cách hay, cho nên là anh thông cảm, có thể mời anh lên trong công ty, tôi sẵn sàng là mời anh uống trà và thảo luận với anh một cách rất là kỹ lưỡng. Cảm ơn anh. Dạ vâng, câu trả lời rất thú vị của thầy và rất mong anh Trần Văn Quỳnh có thể là lắng nghe cũng như là sắp xếp được thời gian qua văn phòng trực tiếp của công ty Thăng Nguyên chúng em tại tòa 34T Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy và có thể là uống trà và đàm đạo với thầy thì quá là tốt. Chị Nguyễn Thị Thiết sinh ngày 13 tháng 2 năm 1965 có câu hỏi dành cho thầy. Thầy cho hỏi sinh năm 1965 sang năm 2018 muốn xây nhà hướng Đông Bắc có tốt hay không ạ? Và nên bắt đầu xây từ tháng nào? Em xin cảm ơn thầy. À, cảm ơn câu hỏi của chị. Trước hết là cái việc mà xây nhà thì người ta chủ yếu người ta căn cứ vào cái hướng đất để xem cái vận đất có đắc khí không. Nếu như mà vận đất đắc khí thì hoàn toàn có thể xây nhà được, nó rất là phù hợp. Còn nếu như mà vận đất mà nó không đắc khí thì nếu như vận đất nó không đắc thì người ta sẽ xây nhà nó sẽ không được phù hợp. Ví dụ như năm mà ngũ hoàng nó rơi vào vị trí trước cửa, hoặc thái tuế rơi vào trước cửa, hoặc tam sát rơi vào tọa, thì những năm đấy người ta kiêng không xây những hướng đấy. Cho nên là hướng đông bắc của sang năm là cái hướng mà xây nhà hoàn toàn phù hợp. Anh chị có thể chọn vào cái thời điểm của cái tháng 4, tháng 5, tháng 6, tức là vào mùa hè, lúc này hỏa vượng, vì là thổ thì cần bổ long vào cái tháng đó, nên là bắt đầu vào mùa hè, hết cái tháng 3 âm lịch, anh chị có thể hoàn toàn khởi công được. Còn cái tuổi sinh năm 1900, còn cái tuổi sinh năm 1965 của chị, nếu như mà nó chưa có phù hợp vào cái việc mà của sang năm thì chị có thể nếu như mà cái tuổi nó mà phạm vào kim lâu, phạm vào thái tuế, phạm vào kim lâu hay là phạm vào hoang ốc hay tam tai thì hoàn toàn có thể mượn và nhờ với người tuổi khác để có thể mà tư vấn được và cũng như là lựa chọn được người tuổi đấy để động thổ cho mình được. Vì là cái người động thổ hộ mình thì còn cái việc chủ lễ thì anh chị vẫn phải đứng ra làm chủ lễ cái việc đó. Còn cái việc mà anh chị động thổ thì hoàn toàn thì nhờ người tuổi khác mua được. Còn cái hướng đông bắc của chị sang năm thì xây nhà rất là tốt, chị nên tận dụng xây trong năm 2018 và năm Mậu Tuất, vì Mậu Thổ và Tuất Thổ để đến sang năm 2019 thì lúc này thì ngũ hoàng nó nhảy sang phương tây nam thì xây thì lại không còn cát nữa, nên chị cố gắng tập trung làm việc này sớm. Cảm ơn chị. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Anh Nguyễn Tuấn Anh có câu hỏi này. Chào thầy, vợ chồng em sinh năm 1989, nhà hướng đông, cửa phương đông bắc, bếp phương tây bắc, hướng đông nam. Thầy xem giúp em xem khu vực bếp nơi đặt tủ lạnh, vách ngăn lửng kết hợp với bàn ăn như vậy thì có phù hợp không? Em xin cảm ơn thầy. Thì với câu hỏi này thì anh Nguyễn Tuấn Anh có gửi kèm một cái bản vẽ, thì thầy xem qua giúp anh ạ. Nhà hướng đông, cửa phương đông bắc, bếp phương tây bắc, hướng đông nam. Về cơ bản là với cái bố cục của cái căn nhà tọa đông hướng, tọa tây hướng đông, cái nhà sau nó hơi vát một chút ở vị trí phía tây, thì về cái bố cục nhà này anh đặt cái vị trí của bếp mà đặt tọa vào tây bắc hướng sang vị trí phía đông nam, cái nhà vệ sinh rơi vị trí của phương khôn cùng với cả cái môn cửa mở vào phương đông bắc thì cái vị trí này nó cũng hoàn toàn phù hợp, nó không có vấn đề gì cả. Nếu muốn chi tiết thì mình sẽ vẽ lại một chút, mình sẽ gửi lại cho anh cái bản này vào trong cái vào trong cái tin, vào trong cái message cho anh chị. Nhưng mà với cái bố cục mà chị kết hợp giữa cái bàn ăn và kết hợp giữa cái bật trong này vẽ cái bàn ăn với cả cái vách lửng để mà ngăn của không gian khu vực bếp ấy, thì nó cũng phù hợp rồi, không có vấn đề gì cả. Thực chất thì cái phòng này thì bố trí phòng khách ở đây thì có thể có một cái phương án thiết kế khác, đó là bằng cách là mình xoay hẳn cái bàn ăn ra cái khu vực chỗ phòng khách ấy, thì cũng thể làm không gian nó trở nên, nó khu vực bếp nó trở nên nó rộng hơn.
Tại vì cái nhà nó bị méo ở cái phương vị phía tây bắc, tức là vị trí cung càn, mà hiện tại là nó giống như là bị khuyết tại phương đó, cho nên tại vị trí của cái tủ lạnh, tại vì chính xác chưa biết được đông nhưng mà không biết đông bao nhiêu độ, nhưng mà anh xem vị trí phương tuất của cái phương tuất của cái phương tây bắc của nhà anh chị là nằm ở vị trí nào, anh thì đặt đấy một con chó đá để anh chị hóa giải cho cái việc mà cái phương tây bắc nó bị tù. Còn ngoài ra thì tại vị trí phía phương tây nam là vị trí đang để cái nhà vệ sinh, cũng là một cung quý nhân, cho nên là cái nhà vệ sinh này anh cần phải lưu ý là giữ cho thật là sạch sẽ. Ngoài ra thì giữ cho nó khô thoáng, cái cửa của nhà vệ sinh đang vào khu vực của bếp, cho nên thành ra là anh cũng phải giữ cho cái nhà vệ sinh này cái cửa thường xuyên được đóng. Anh để vào trong cái dưới cạnh cái bồn cầu ở bên phía dưới đất một cái bảo bình thủy để hóa giải cái khí ở trong cái nhà vệ sinh này, thì cũng có thể mà phù hợp, nó sẽ làm cho cái căn nhà của anh chị nó trở nên nó phù hợp hơn, cũng như là tăng thêm cái sinh khí. Nhớ rằng là phong thủy gì thì phải sạch sẽ, gọn gàng, thơm tho, chứ đừng có để cho nó rối tung lên, bừa bãi, lộn xộn, thì chẳng có cái phong thủy nào thì giúp cho chị cải thiện được cái số mệnh cả. Cảm ơn anh chị. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Thì anh Nguyễn Tấn, anh lưu ý với phần giải đáp của thầy về những phương án hóa giải thì anh nghe, có thể nghe lại nhiều lần để có thể nắm được thông tin chi tiết. Ngoài ra cần tư vấn cụ thể về pháp lý hay vật phẩm phong thủy, mời anh liên hệ qua số 0933609119, là đội ngũ trợ lý cũng như là tư vấn của Phong Thủy Tâm Viên sẽ hỗ trợ anh thêm kỹ càng hơn về những vật phẩm và pháp lý để hóa giải này. Bạn Thiên Tuấn có câu hỏi dành cho thầy. Dạ em chào thầy ạ. Thầy ơi, đặt bếp ở hướng ở phương tây bắc, tức là phương càn, thì có ảnh hưởng gì không ạ? Và cách hóa giải như thế nào ạ? Kính nhờ thầy giải đáp giúp em. Chúc thầy nhiều sức khỏe và thành công. Trước hết là cảm ơn bạn Thiên Tuấn. Cái việc mà đặt cái bếp tại phương càn thì phương càn tức là tính từ trung cung của nhà, đặt bếp vào phương càn thì càn cũng ảnh hưởng kim, cho nên là nếu như mà lại là cái cung mệnh chủ của người trạch chủ thứ hai, cho nên là cái việc mà đặt bếp vào vị trí của cung càn là cái việc là cũng chưa được tốt, bởi vì là lúc này là hỏa kim tương khắc, cho nên thành ra là ở vị trí đặt vào càn thì về cơ bản là trong phong thủy thì người ta sẽ ít khi sử dụng cái cung càn làm cung, đặc biệt là vị trí cung càn tôi cứ nói nhà vệ sinh không đặt này, bể phốt không đặt này, và kể cả cái bếp chúng ta cũng lưu ý là kể cả cung đấy nó là cái cung gì thì cũng sẽ hạn chế tối đa, mà nên đặt vào cấn hoặc vào khôn, hoặc đặt vào chấn hoặc vào tốn, thì đấy những vị trí của thổ và vị trí của mộc thì nó làm cho cái bếp nó tăng thêm cái phần sinh khí và cái phần lợi lạc cho gia đình. Thì vì cái bếp là nơi nó chủ quản tài lộc và chủ quản cái gia đạo trong gia đình, cho nên là chúng ta phải đặt vào những phương đấy thì nó phù hợp hơn. Nếu như trong trường hợp mà bắt buộc mà trong cái bối cảnh thiết kế mà bắt buộc phải có cái phần không gian đấy thì chúng ta sẽ xem là cái tiểu cục của cái phòng bếp thì mình cũng hạn chế tránh cái phương càn ra, vì lúc đấy thì mình đang xét là trung cục của nhà, nhưng nay thì mình xét đến cái tiểu cục, tức là chỉ cái không gian phòng bếp, thì mình cũng hạn chế đặt vào vị trí của cung càn. Còn đã lỡ đặt vào cung càn rồi thì chị nên là sử dụng một cái gương tiên thiên bát quái hổ phù hoặc liên gương tiên thiên bát quái gỗ đào, anh chị dán vào dưới gầm bếp thì có thể hóa giải được cái phần đấy. Cảm ơn anh chị. Anh Trần Văn Quỳnh sinh ngày 16/2/1978, anh có câu hỏi đặt ra cho thầy. Câu hỏi thứ nhất, công dụng của thước tấm long là gì? Câu hỏi số 2, tại sao một số công trình xây dựng ngày nay có chôn vàng ở dưới, có chôn vàng trong tường, liệu có phải là để trấn yểm? Nhờ thầy giải đã giúp, trân trọng cảm ơn thầy và ekip. Chào anh Quỳnh. Trong các cái công cụ của thầy phong thủy, tôi hay gọi là pháp cụ nói chung ấy, thì nó có một số những cái công cụ, ví dụ như là la kinh, ví dụ như thước lỗ ban, và như anh mô tả thì có một cái công cụ gọi là thước tầm long hay còn gọi là gậy tầm long. Thì cái thước tầm long hay cái tầm long nó là một cấu trúc sử dụng bằng cái kim loại, một cái hình giống như là hình chữ T, và người ta sử dụng cái công cụ này di chuyển trên khu vực mạch đất để tìm, hay gọi để tầm, để tìm xem là cái mạch đất nó di chuyển như thế nào. Và những cái người mà sử dụng cái công cụ này thông thường họ cần phải có thêm cái việc tu tập, tu luyện những cái năng lực, tu luyện những cái năng lực, giả sử như là khí công hay là thiền định, thì họ sẽ sử dụng công cụ này thì đạt vào được cái hiệu quả chính xác. Nhưng mà về cơ bản thì tôi không dùng cái công cụ này, bởi vì là khi mà xem mạch đất, mạch thủy, mạch long thì nó lù lù, tức là nó hiện hữu rất là rõ ràng ở trên cái địa bàn rồi. Cụ Tử Ao có nói là Bình Dương xem thủy làm thầy, thứ nhất khai khẩu, thứ nhì nhủ long. Thì muốn nói rằng là ở đất Bình Dương, từ khu vực đồng bằng á, thì người ta xem cái vị trí của thủy khẩu hoặc xem cái đường đi hay là xem cái hướng chảy của dòng nước, thì từ đó người ta định được cái hướng di chuyển của mạch rồi. Nên cái công cụ thước tầm long này đôi khi nó cũng có cái sai lệch, và nhiều khi người ta bị vin vào đó hoặc là
họ cứ mượn vào đó để họ để làm, thì nhiều khi cái kết quả nó không được chính xác cho lắm. Công thức giảm nong này nó có rất là nhiều những cái mức giá, có thanh, có các chiếc nó chỉ 1 triệu, 1 triệu 1, 1 triệu 2 đến cả 10 triệu, cả 15, 20 triệu một cái thước. Nhưng về cơ bản là khi mà tôi có tiếp cận và sử dụng thì tôi thấy là nó cũng hiệu quả không cao lắm. Và thông thường là các cái thầy phong địa lý hay thầy phong thủy, người ta hay dùng la bàn, người ta xem cái hướng di chuyển của mạch, của nước, của thủy để người ta định long. Thì như vậy thì nó sẽ đạt được cái chuẩn xác hơn. Ở một số công trình ngày xưa ấy, thì có chôn vàng ở trong tường ấy. Thì thực chất thì cái việc này thì không gọi là chấn điểm. Tức là chúng ta phải hiểu rõ cụm từ chấn điểm. Tức là khi mà nó chấn hoặc là yểm thì khi nó phải có những cái pháp chú, hoặc là khi mà người ta sử dụng những cái vàng bạc này cần thêm những cái phù nữa thì nó mới linh hiệu cho cái việc chấn điểm. Chứ còn cái việc mà những cái nhà giàu có người ta đặt vàng, có những nhà giải đá thạch anh, có những nơi thì người ta trải kèm theo cả thất bảo hay đá ngũ sắc ở xuống dưới cái phần nền nhà, thì cái phần đấy cốt là để tăng thêm cái dương khí, cũng như là tăng thêm cái pháp lực chiêu tài, tăng thêm dương khí hoặc là tăng lên cái pháp lực chiêu tài của nó mà thôi. Chứ thực chất thì nó không hẳn là cứ chôn vàng mới là tốt. Thực ra thì giống như trong bát hương ấy, người ta để các cái một vài cái chỉ vàng, hoặc người ta để một vài hoặc là để ít vàng trong đó để cái điểm tâm, điểm cốt ấy. Thì cái cách này đối với căn nhà thì cũng theo cái hướng như vậy. Thì đây là một cái phép chiêu tài để giữ khí ở nhà. Chứ nếu như mà chấn điểm thì nó cần thêm rất nhiều những cái nguyên liệu, rất nhiều cái phụ liệu khác, bao gồm cả cái phù chú nếu có thì nó mới đảm bảo yếu tố chấn điểm. Chứ nếu cứ chôn vàng không thì nó không phải là như vậy. Nếu chỉ những cái nguyên vật liệu như này thì chỉ những phép chịu tài thôi, và là từ từng trường cụ thể thì người ta mới có thể mà sử dụng các cái pháp khí nó phù hợp. Chào thầy, tôi tên Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1974, hai vợ chồng tôi tuổi Giáp Dần, có một bé tuổi Dần năm 2010 và một bé tuổi Ngọ năm 2014, đang dự tính sinh thêm một bé tuổi Mậu Tuất. Như vậy thì sinh vào tháng nào trong năm để tiết bớt khí hỏa, là xin thầy cho ý kiến. Xin cảm ơn thầy. Như vậy là chị Hậu là trong gia đình nhà chị đã có tuổi Dần, tuổi Ngọ, bây giờ muốn sinh thêm tuổi Tuất nữa cho đảm bảo được cái bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất, đúng không ạ? Nếu như bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất, nếu như mà được cái tam hợp Dần Ngọ Tuất thì quả thật là rất là cát lành, nếu như mà khí hóa được. Còn nếu như mà khí mà nó không hóa được thì cái việc cát lành thì nó giảm đi một nửa. Cho nên thành ra là đối với cả bộ tam hợp Dần Ngọ Tuất ấy thì thông thường thì vào thời điểm của tháng 1, tức là tháng Giêng ấy, từ tháng Dần cho kéo dài cho đến thời điểm của tháng 5 âm lịch, tức là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 và tháng 9 âm lịch, là những tháng, tức là những tháng Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ và tháng Tuất, là những tháng mà ngũ hành của tam hợp Dần Ngọ Tuất hóa khí. Chị nên sinh con chị vào thời điểm này. Quả thực là sinh con đó là một cái vốn, tức là một cái cửu quý của trời cho, cũng là phúc đức của gia tiên. Cho nên thành ra là để lựa chọn được đúng tháng nữa thì là quá khó. Đã đúng tuổi đã là tốt rồi, mà đúng được tháng nữa thì là việc đấy càng khó. Cho nên thành ra là chị chỉ cần căn làm sao cho việc sinh cháu nó được vào từ tháng 1 đến tháng 5 âm của năm Mậu Tuất, hoặc là vào tháng 9 âm của năm Mậu Tuất thì đã là cát lành lắm rồi. Chứ còn nếu như bây giờ căn vào bảo là bây giờ đẻ vào tháng 3 là tháng thổ, hay là đẻ vào tháng 9 là tháng thổ, để cho cái việc cát lành nó lên hẳn một cái tầm cao mới, thì cái chuyện này sẽ nó rất là khó, vì chẳng may nó mà nhỡ hoặc nó mà lệch ra thì nó lại mất đi cái cơ hội tốt thế này. Nên chị cứ cố gắng căn vào từ tháng 1 đến tháng 5, cái biên đấy rất là rộng, chị hoàn toàn để sinh cháu vào thời điểm đấy. Cảm ơn chị. Vâng. Với những câu hỏi thắc mắc tương tự các anh chị về phần hóa khí ngũ phúc thì các anh chị cũng hoàn toàn có thể tham khảo và nghiên cứu tiếp ở trong khóa học xây dựng ekip của thầy Tam Nguyên đã giảng dạy rất chi tiết. Các anh chị hoàn toàn có thể truy cập ở trong web thuviệnphongthuy.vn để theo dõi cũng như là tìm nghe về phần đào tạo của thầy, để các anh chị có thể là hiểu thêm rất sâu. Bạn Nguyễn Văn Bảo sinh ngày 20 tháng 1 năm 1989 có câu hỏi: thưa thầy, phong thủy tử vi có điểm gì giống và khác nhau, và cách hóa giải của từng bộ môn cái nào ưu việt hơn? Em xin cảm ơn thầy. Vâng, cảm ơn Bảo. Câu hỏi của bạn rất hay, hay cho bởi vì là rất nhiều người cũng có cái sự cái thắc mắc giống như bạn. Thế này, phong thủy đó là việc mà căn cứ vào cái điều kiện tự nhiên, căn cứ vào cái không gian
căn cứ vào cái khí hậu, thời tiết cũng như căn cứ vào toàn bộ cái môi trường nơi bạn cư trú. Họ căn cứ vào đó, căn cứ vào long sơn thủy mạch để người ta kiến tạo một cái không gian sống để con người khi cư trú và sinh hoạt ở trong không gian sống đó cảm thấy thoải mái, cảm thấy thuận tiện và cảm thấy vui vẻ. Để đảm bảo yếu tố đó thì và chính cái điều mà thoải mái, thuận tiện, vui vẻ và phù hợp với cả các môi trường xung quanh như vậy thì giúp cho con người gia tăng được sức khỏe, gia tăng được tài lộc và gia tăng được cái gia đạo trong nhà. Như vậy phong thủy bản chất đó là cái việc mà kiến tạo không gian sống căn cứ vào điều kiện tự nhiên, rồi căn cứ vào các tuổi, rồi mệnh, rồi không gian sống của anh chị, rồi thói quen, rồi nhu cầu, rồi văn hóa, rồi thẩm mỹ của anh chị để người ta kiến tạo không gian sống như phù hợp. Tức là cái phần này là tương tác vào môi trường. Còn tử vi bản thân đó là cái việc mà căn cứ vào năm tháng ngày giờ sinh của anh chị để người ta tìm kiếm, sau đó người ta lập trình, rồi sau đó là người ta sẽ sắp đặt các cái sao hay còn gọi là các cái tinh. Qua đó người ta bằng cái việc tổng kết và đúc rút, người ta sẽ dự đoán được cái tính xu hướng về mặt tính cách, xu hướng về mặt phúc cung, gia đình, con cái, mồ mả, anh em, vợ chồng, rồi bạn bè, rồi quan lộc, rồi tiền bạc, rồi tính cách của bạn. Hai cái phạm trù tử vi và phong thủy đó là hai cái phạm trù nó khác nhau. Một cái nó tương tác vào môi trường, còn một cái tương tác vào số mệnh của bạn. Nếu như mà người ta nương vào số vận, lúc nào mà vận tốt thì người ta làm, người ta kiếm tiền, người ta thăng quan. Năm nào mà động quan thì người ta thăng quan tiến chức, năm nào mà động tài thì người ta lao đi kiếm tiền. Ví dụ như năm nào mà quan vượng thì đi mà kiếm chức, kiếm danh, và năm nào mà động tài thì đi mà kiếm tiền, kiếm kim ngân tiền bạc. Năm nào mà động vào kiếp tài hay động vào ấn thụ thì chúng ta lo mà chữa bệnh tật bệnh, hay là chúng ta lo mà học hành thêm những cái môn nào khác. Nên hai cái nó tương tác vào hai cái phạm trù khác nhau, một cái vào môi trường, còn một cái vào cái thân mệnh. Điểm giống đó là đều giúp cho chúng ta nương vào, đúc rút cái bài học của các cụ để lại để chúng ta có được cái cuộc sống nó tốt hơn. Xem số để chúng ta thay đổi cái số phận, để chúng ta làm cho việc đấy nó trở nên tốt hơn, để xu cát khí hung và đón cái điều tốt lành và hóa giải điều xung sát. Về tính ưu việt thì không có môn nào ưu việt hơn môn nào, vì hai cái đối tượng tương tác vào là khác nhau. Nếu như mà mệnh số tốt thì người ta thông thường người ta sẽ tương tác vào cả hai cùng một lúc, hoặc là người ta sẽ tùy vào những cái hoàn cảnh hay tùy vào những thời điểm cụ thể, người ta sẽ tương tác vào những cái bộ phận khác biệt để tùy vào cái nhu cầu hay tùy vào cái mong muốn của anh chị. Cảm ơn. Vâng, cảm ơn thầy. Có lẽ những câu hỏi đây cũng là lời giải đáp chi tiết cho những anh chị có những câu hỏi tương tự đối với bạn Bảo, và mong các anh chị có những cái lời giải đáp thú vị. Thầy cho em hỏi, em tên Lê Xuân Chuyên, sinh ngày 28 tháng 11 năm 1985, nhà tọa đông hướng tây 285 độ. Thì em xin phép hỏi thầy có hợp hướng với em không ạ? Em làm bếp và bàn thờ theo hướng nhà này luôn. Em xin cảm ơn thầy. Anh sinh tháng 11 năm 1975 tuổi Ất Mão. Ở trong cái trạch nhà tọa tây hướng đông. Theo Đinh Long Tam Bảo phái thì cái nhà tọa tây hướng đông, tọa thì đông hướng tây ạ. Nhà tọa đông hướng tây ấy, thì không phù hợp với tuổi của anh, kể cả đông tây hay kể cả tây đông luôn, thì nó đều không phù hợp. Tức là nhà hướng tây hay nhà hướng đông thì nó cũng chưa được phù hợp. Còn cái việc mà đặt bếp và bàn thờ theo hướng nào thì nó phải theo cục, tức là theo cái thiết kế bố cục của cái nhà anh, xem là các lối đi, các cái tiểu môn, tức là cái cửa cổng nó ra vào từ phương vị nào, rồi còn phải xem các cái cục đất, rồi tuổi của tất cả các thành viên trong nhà anh như thế nào nữa, thì người ta mới quyết định xem là cái việc mà đặt để cái phòng thờ, đặt để bếp và đặt để và chọn lựa cái phòng ngủ của gia chủ, là phòng ngủ của tuổi anh ấy ở chỗ nào, thì người ta sẽ phải căn cứ vào cái thiết kế tổng thể, cái bản vẽ của nhà anh thì mới thể quyết định được. Nhưng mà nhân đây thì nếu như anh hỏi câu này thì tôi vẫn cứ tư vấn cho anh là anh nên là chọn lựa một cái nhà có hướng là tọa tây nam hướng đông bắc, hay còn gọi là nhà đông bắc. Hướng đấy nó rất hợp với cả chân long, tức là mệnh của anh. Nếu được chọn cái nhà này thì mọi việc nó sẽ phát triển bền vững và rất là lâu dài. Cảm ơn anh. Bước sang câu hỏi tiếp theo của anh Trần Quang Luật. Em sinh ngày 24 tháng 11 năm 1985 âm lịch. Vợ sinh ngày 10 tháng 3 năm 1985 âm lịch. Nên chọn nhà hướng nào tốt cho cả hai ạ? Em xin cảm ơn thầy. Chào anh Luật. Sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu.
vợ sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu. Anh khi mà chọn nhà thì người ta sẽ ưu tiên là chọn theo cái tuổi của tuổi chồng, tức là còn lại thì những tuổi vợ thì nương theo đó. Nên thành ra là, nhưng mà về cơ bản thì để mà chọn được cái hướng nhà cho phù hợp với cả tuổi hai vợ chồng, anh nên chọn cái nhà hướng đông hoặc là chọn cái nhà hướng đông bắc. Hai cái hướng đó là hai hướng rất là tốt cho cái tuổi Ất Sửu, có thể lựa chọn để làm nơi cư trú cũng phù hợp. Cảm ơn anh. Dạ vâng. Anh Trần Vũ Luật hoàn toàn có thể là lựa chọn một ngôi nhà hướng đông hoặc đông bắc thì sẽ tốt hơn cho anh và vợ anh cũng như gia đình anh. Của anh Nguyễn Huy Giang, ngày sinh 17 tháng 9 năm 1981 dương lịch, hay là 20 tháng 8 năm 81 âm lịch, có câu hỏi dành cho thầy là: tôi đang định mua căn nhà hướng cửa chính là Tây Nam, xin hỏi thầy có được không? Và nếu không được thì có cách hóa giải như thế nào? Xin cảm ơn thầy nhiều. Anh sinh năm 1981 và hiện tại là đang dự kiến mà muốn mua một cái nhà hướng Tây Nam, thì về cơ bản theo định long tam hợp thì cái hướng Tây Nam nó không phù hợp với cả cái tuổi của anh. Anh nên chọn cái nhà hướng đông thì nó sẽ tốt hơn. Tôi vẫn nói là định long của tam hợp, anh chọn nhà hướng đông thì nó sẽ phát triển được bền vững, và nó sẽ cái gia đạo thì nó, và cái việc học hành của con cái trong nhà thì nó cũng rất là tốt. Còn nếu như mà ở trong cái nhà hướng Tây Nam thì có cách hóa giải không? Vì đây là đang định mua, chứng tỏ là chưa mua. Nhưng chưa mua tốt nhất là không có cách hóa giải, anh cứ chọn cái nhà hướng khác, có thể là hướng đông thì nó sẽ tốt hơn. Có một giải pháp như vậy. Cảm ơn anh. Câu hỏi thứ nhất của anh Lê Minh Khanh đó là: sử dụng hòn non bộ đặt trước nhà hoặc sau nhà theo vị trí của sao Sơn Tinh, Đương Vượng Đóng, Vận Bàn Viền Không nhằm hóa giải thế loan đầu của nhà, làm như vậy thì có phù hợp và hiệu quả hay không? Và câu hỏi thứ hai là: trong chọn ngày động thổ và cưới gả, nếu chọn đúng ngày, nếu chọn đúng vào ngày có sao Kim Thần thất sát sát chủ thì có nên tránh hay không, và mức độ ảnh hưởng của sao này như thế nào? Đây là hai trong số 6 câu hỏi của anh Lê Minh Khanh, xin mời thầy giải đáp. Vâng, trước hết là anh Lê Minh Khanh, cái việc trước hết là việc sử dụng non bộ đặt trước nhà hay sau nhà theo vị trí của Sơn Tinh, cái này anh đang trao đổi về kiến thức của Huyền Không Phi Tinh, tức là quyền cốc của Cửu Tinh Đồ. Thì thế này, cái việc mà đặt non bộ phía trước nhà hay là sau nhà thì nó còn phụ thuộc vào thêm rất nhiều yếu tố. Ngoài cái việc mà Sơn Tinh Đương Vượng ra thì nó còn phải phụ thuộc vào xem là những cái vị trí đấy nó có phải là vị trí tốt hay không đã, nó có phải vị trí tam cát lục tú không đã, thì cái việc đấy nó mới nên trở nên cát lành được. Hoặc là những cái vị trí đấy nó có phạm vào cái vị trí của Long Sinh Bát Sát không đã. Nếu giả sử như mà song tinh đào hướng, có thể là sơn tinh đào hướng vượng chẳng hạn, nhưng mà nếu như mà ở chỗ đấy là nơi phương của Bát Sát, hay là cái phương của Long Sinh Bát Sát, hay là phương của những Hoàng Tuyền, thì những cái nơi đấy thì cũng không nên là đặt non bộ, hay là không nên đặt non bộ. Và còn có một lưu ý nữa là, ví dụ như là những cái hướng Bắc Nam chẳng hạn, hay Đông Tây chẳng hạn, tức là tứ chính, hoặc là hướng Đông Nam chẳng hạn, thì đó là những cái hướng mà đặt non bộ thì nó rất là cát lành. Nhưng mà giả sử những hướng Đông Bắc hoặc những hướng Tây Nam hoặc là những nhà hướng Bắc thì thực chất thì nó đã không cần thủy. Nên thành ra là không nhất thiết là phải sử dụng non bộ cho những cái căn nhà tương tự dạng như vậy. Còn cái việc mà hiệu quả hay phù hợp thì nó còn phải phụ thuộc thêm những yếu tố khác nữa, như là về loan đầu, hình thế. Và cái điều chú ý khi mà sử dụng non bộ là đã dùng non bộ thì phải trồng thêm cây xanh để cho cây cối nó luôn luôn xanh tốt. Thứ hai nữa là nếu như mà dùng non bộ cây xanh thì bên dưới có cá và đừng để cho cá chết, và nước thì phải trong, đá thì mềm mại, trông tướng hình như là mềm mại, trông tướng hình nó phải tú lệ, tức là trông nó đẹp đẽ. Chứ nếu như mà trông vào thấy nham nhở, thấy khô khốc, thấy sắc nhọn, thấy cô đơn thì cái việc thì có để là sơn tinh đáo hướng hay bất kỳ chuyện gì thì cũng điều đấy là nó cũng đều đem lại cái điều hung sát cả. Cái việc thứ hai nữa là chọn ngày động thổ cưới gả, nếu như mà chọn vào Kim Thần thất sát ấy thì hoặc là sát chủ thì có nên tránh không? Thì về cơ bản thì cái mức độ ảnh hưởng của Kim Thần thất sát và sát chủ, giả sử sát chủ nó chỉ là tiểu tinh, thì sát chủ nó chỉ là tiểu tinh, và bản thân là Kim Thần thất sát thì cũng chỉ là một dạng trung tinh chứ chưa phải là đại sát tinh hay là một cái sát sinh gì đó nó rất là ghê gớm cả. Nếu như mà có được thiên ất quý nhân hoặc là quý nhân năng thiên môn, hoặc là có đại minh, hoặc có những cái sao cái mức độ cát lành tốt,
hoặc là nó tương hợp với cả gia chủ, thì nếu như trong trường hợp mà không có trường hợp chọn nào được, không còn cách nào khác ấy, thì mình vẫn có thể lựa chọn được. Nhưng mà nếu như mà cái ngày đó mà xung hình phá hại với cả tuổi của gia chủ, hoặc nạp âm mà nó có khắc với cả mệnh của gia chủ, thì tất cả những cái trường hợp như vậy thì nó sẽ gây cái mức độ hung họa của nó, thì từ kể cả tiểu tinh hay là trung tinh, thất trung tinh sát, thì nó cũng gây ra cái tác động rất là to lớn. Và thông thường những cái tác động đấy như sát chủ và kim thất sát, nó sẽ gây những cái tác động về máu, những cái bệnh, rồi nó gây ra những câu chuyện liên quan đến thị phi, rồi gây ra những câu chuyện liên quan đến cãi cọ, rồi những cái câu chuyện mà liên quan đến mà công việc mà gặp nhiều người cản trở. Chứ còn cái chuyện mà liên quan đến mất người mất mạng thì nó không nằm ở chỗ này. Đặc biệt là chuyện cưới gả, có cái việc động thổ quan trọng nhất là phải được bổ long phù sơn và tương hợp với chủ nhà. Đấy là cái việc mà tiêu chí quan trọng, và nếu có được thiệt quyệt đáo sơn thì những cái việc mà kim thần hay sát chủ thì nó không ảnh hưởng. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Gia Hân. Dạ chào thầy, em có hai câu hỏi như sau, mong thầy giải đáp ạ. Nhà em ở hướng Bắc, đối diện bên kia là trụ sở công an quận. Như vậy thì có phạm phải phong thủy hay không ạ? Nếu đúng thì có thể hóa giải bằng cách nào? Bố em sinh năm 1958 tuổi Mậu Tuất, mẹ em 1961 tuổi Tân Sửu, còn em 1990 tuổi Canh Ngọ. Và câu hỏi thứ hai là do thiết kế sai từ ngày xưa, chân và đỉnh cầu thang nhà em lại hướng ra cửa chính. Em tham khảo trên mạng thấy nói điều này cũng phạm phong thủy, và mong thầy chỉ giúp gia đình em cách hóa giải. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Cảm ơn bạn. Câu hỏi của bạn rằng là nếu như mà nhà bạn ở hướng Bắc và xét cái tuổi bố bạn là Mậu Tuất, mẹ bạn là Tân Sửu, bạn là tuổi Canh Ngọ, thì về cơ bản với cái bộ tuổi này so với ở căn nhà này thì nó cũng chưa được phù hợp, do long, do khí và do định long của tam hợp cũng chưa được phù hợp. Và đối diện với cả nó thì nó lại bị đối diện với cả cái công an quận. Thì về cơ bản cái nhà này thì về cách cục thì bạn nên làm cái nơi kinh doanh buôn bán cà phê, hoặc là bạn bán các cái đồ liên quan đến nước, hoặc là bạn bán các cái đồ liên quan đến tạp hóa thì là tốt nhất. Nhưng mà bạn cũng không nên ở cái nơi này lâu dài, vì cái hướng Bắc vốn nó cũng là cô quả, nên ra là cũng không phải là cái đắc. Còn trong trường hợp mà chưa có cái biện pháp di chuyển cũng như là chưa có biện pháp để mà hóa giải, thì vốn là ở trước công an quận thì nó có kiện cáo, rồi có tranh đấu, rồi ví dụ người nọ kiện người kia, người nọ cãi cọ lại người kia, suốt ngày giải quyết những cái công chuyện liên quan đến trật tự xã hội rồi an ninh, thì về cơ bản việc đấy chưa phải là cái việc cắt. Nên thành ra là để hóa giải trường hợp này thì bạn nên sử dụng cái gương bát quái hổ phù gỗ đào. Tôi nhắc lại là cái gương bát quái hổ phù gỗ đào. Cái gỗ đào thì nó có tác dụng nó tịch tà, từ xưa nay thì các cụ vẫn làm thế. Và cái bát quái tiên thiên thì nó có tác dụng để nó trấn sát và kỵ cái trấn sát, còn bản thân là cái hổ phù để nó tránh chấn cái phần liên quan đến thị phi. Nên sử dụng cái bát quái hổ phù gỗ đào hỏa này ấy, thì nó có thể hóa giải được một phần cho cái việc mà đối diện với cả các cái nơi công quyền, ví dụ như là công an chẳng hạn. Còn cái câu hỏi thứ hai nói rằng là cái thiết kế sai ngay từ xưa ấy, thì thực ra cũng chưa khảo sát nhà của bạn, cũng chưa đến đấy nên cũng không biết thế nào gọi là sai. Bạn nói là sai nhưng mà mình nói chưa chắc đã sai. Nhưng mà trong cái phần này thì bạn có nói rằng là cái cầu thang, hướng cầu thang chân và đỉnh cầu thang nhà em hướng ra ngoài cửa chính, thì muốn nói rằng là cái cầu thang nó có cái cửa, nó có cái bảng nó dốc ra bên ngoài. Thì khi mà có một cái bảng thang mà nó có cái điểm dốc ra bên ngoài thì người ta hay còn gọi đây là bão thủy. Thì tùy vào nó nằm ở bên trái bên phải thì mới xem là cái mức độ ảnh hưởng, và đằng trước cầu thang nó có cái cửa chắn không hay là mở tất cả ra thì nó mới có cái điều hung họa. Nhưng mà về cơ bản thì nếu như mà cái cầu thang mà lao ra ngoài như vậy, mà nếu như mà không để cái gì chấn chắn vào thì nó cũng thì nó cũng khó. Thì tốt nhất là bạn có một cái giải pháp là bạn nên sử dụng những cái bộ tranh tính bật, bạn treo ở dọc cái phía cầu thang trên cái lối lên ấy, và bạn treo ở dọc ở cái tầng 1 ấy. Ngoài ra thì bạn có thể lấy 5 cái đồng tiền ngũ đế cỡ trung, bạn dán vào cái phần cổ bậc cầu thang, trên đấy nó sẽ có thứ tự của các đồng, thì căn cứ và từ trong nhìn ra từ trái qua phải bạn dán theo cái số thứ tự, thì bạn có thể để mà hóa giải cũng như để tăng cường thêm cái việc mà cầu thang nó bị dốc ra bên ngoài như vậy. Thì mấy cái này thì các bạn cứ
liên hệ với cả bạn Trung hoặc là liên hệ với cả các bạn rồi tìm ở trên mạng thì các bạn sẽ tìm thấy cái này rất đơn giản nhé. Câu hỏi số 8 của anh Phan Châu Miu cho em hỏi thủ tục làm lễ thông thổ bao gồm những gì và có cần phải mời thầy về làm lễ không ạ? Tôi cũng đang định hỏi lại cái cụm từ này là lễ thông thổ hay là lễ động thổ. Bởi vì là nếu như mà nó có cái lễ, nếu như theo tôi hiểu cái từ lễ thông thổ này ấy, thì giống như là cái nghi thức để hạ cây hay là lễ hạ san, tức là hạ nhà xuống để trả lại cái mặt bằng cho cái việc mà sau đó là người ta tiến hành đến cái việc động thổ. Thông ở đây tức là làm cho cái thổ đất, trạch đất nó được thông thoáng, sau đó để người ta tiến hành vào cái việc động thổ. Thì cái việc mà liên quan đến hạ san, tức là hạ cái nhà cũ xuống, hoặc là bạn chặt bỏ những cái cây ở trên đó thì để mà làm cái nhà để sau này bạn lấy cái mặt bằng để bạn động thổ ấy, thì về cơ bản là cái việc này thì bạn nên là làm một cái lễ tạ. Trước hết là tạ ơn thần linh, tạ ơn đất, rồi tạ ơn cái căn nhà cũ, hay là tạ ơn những cái, hay là làm cái lễ mà xin chặt cây thì cũng làm cái lễ tạ cầu tạ. Thì tất cả phần lễ này thì bạn chỉ cần lên trên mạng, bạn gõ cái cụm từ hoặc lên trang web phongthủyvuong.com vào phần nghi lễ thì bạn có thể có được cái thông tin hướng dẫn cái cách để bạn làm cái lễ động, tức là làm cái văn lễ để bạn làm cái phần mà hạ xuống như thế nào. Thì bạn nên làm cái lễ tạ, và việc này thì bạn nên chủ động tự làm, không cần phải mời thầy. Bạn chỉ cần sắm cho tôi lấy hương hoa, đăng trà, hoa quả, xôi giò với một chút tiền lễ, thành tâm lễ tạ ơn là được rồi.